Mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này, mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 400 cái token Blue. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo, chọn Start này. Rồi, sau đó chọn Join Airdrop. Và mọi người sẽ join vào nhóm Telegram. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ chọn Click to Verify. Rồi, mọi người sẽ chọn tương ứng ở bên dưới nhé. Rồi, ok. Sau đó quay trở lại này. Và mọi người sẽ join tiếp vào kênh channel. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục mọi người sẽ follow Twitter, retweet bài đăng và test thẻ ba người bạn này. Đầu tiên là follow Twitter. Chọn theo dõi. Rồi, sau đó quay trở lại bot này. Mọi người sẽ mở cái bài đăng của nó lên. Ở đây thì mọi người sẽ chọn like và đăng này và trích dẫn ba người bạn. Rồi, chọn tweet lại này. Ok, quay trở về bot. Mọi người bấm chọn regist này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ xác minh hình ảnh captcha nhé. Mọi người phóng to cái hình ảnh này đi. Rồi, chọn hình ảnh tương ứng. Và nhập địa chỉ email. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập địa chỉ ví PEP20 nhé, mạng PSC. Rồi sau đó nhập profiling của Twitter này, mọi người copy cái này, dán vào đây và chỉnh sửa lại username. Rồi tiếp theo sẽ nhập cái đường link retweet của bài đăng. Mọi người quay trở lại Twitter. Thì đây là cái bài đăng mọi người đã retweet nhé. Mọi người bấm vào đây để copy đường link. Quay trở lại này. Mọi người sẽ dán vào. Rồi ok, trở về menu chính. Mọi người có thể bấm vào Information để kiểm tra thông tin này. Thì dự án này nó sẽ thông báo ở trong cái nhóm team nhé, khi nó phân phối và nó sẽ khi nó kết thúc cái airdrop này thì nó sẽ thông báo cho mọi người biết. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.